Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, hồi ký của cựu chiến binh Võ Minh, cựu chiến binh trung đoàn 271, miền Đông Nam Bộ, với nhan đề Có một thời như thế, phần thứ nhất, trên đường hậu phương. Hôm nay là ngày đặc biệt, điểm mốc ghi nhớ nhất của đời lính tân binh chúng tôi. Đó là ngày cả tiểu đoàn 5, trung đoàn huấn luyện 22 thuộc quân khu 4, nhận được lệnh chuẩn bị lên đường ra chiến trường chiến đấu. Vậy là sau 10 tháng huấn luyện vất vả, chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên thao trường, đã trải qua hết các bài học về kỹ thuật, chiến thuật cá nhân độc lập chiến đấu, đến chiến đấu theo đội hình tổ ba người, tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi đến các bài tập chiến thuật đánh ở địa hình rừng núi, đồng bằng, đô thị. Lần này, cả đơn vị nhận nhiệm vụ đi chiến trường, chắc chắn đây là sự thật. Suốt trong thời gian huấn luyện vừa qua, chúng tôi đã có mấy lần được thông báo lên đường ra trận, nhưng sau đó được hoán ở lại tiếp tục huấn luyện. Tuy vậy, sau khi nhận được tin tôi thật sự cảm thấy đột ngột và bối rối, mặc dù trước đó cả một thời gian dài trên thao trường tập luyện, ai ai cũng sẵn sàng chờ đón giờ phút này. Nằm trong biên chế tiểu đội 7, trung đội 3, đại đội 18, tiểu đoàn 5, có anh Trần Kim Trọng quê ở Yên Thành Nghệ An là tiểu đội trưởng. Tôi có hai người bạn thân đồng quê, đồng niên, đồng tốt nghiệp cấp 3, đồng ngũ và đồng đơn vị huấn luyện, đó là Trần Văn Hồng và Trần Ngọc Nam. Đây là những người bạn luôn luôn bên cạnh, động viên an ủi tôi trong những ngày tháng huấn luyện gian nan, khó khăn vất vả, đói khổ ngỡ như mình không thể vượt qua được. Thời gian huấn luyện của chúng tôi được lập trình rất chặt chẽ không còn một chút khe hờ nào. Lịch làm việc cho từng cá nhân hàng ngày, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối được xếp kín mít, rất khắt khe, chính xác đến từng phút. Mọi hoạt động được tính toán sắp xếp gần như một cái máy, từ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi ra thao trường huấn luyện về ăn trưa, rồi lại ra thao trường về ăn tối. 19 giờ 30 cho đến 21 giờ hàng ngày dành cho các hoạt động hội họp, tổ ba người, tiểu đội, trung đội, đại đội, đoàn thanh niên, tổ đảng, chi bộ, văn hóa văn nghệ. 21 giờ điểm danh đi ngủ cho đến 5 giờ 30 phút sáng hôm sau. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng thời gian tự do của chúng tôi chỉ còn lại ở trong giấc ngủ về đêm. Nhưng không. Trong những đêm tưởng như yên tĩnh đó, Mọi người nằm ngủ luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào khi nghe hiệu lệnh báo động hành quân tập trận trong đêm. Điều này xảy ra thường xuyên liên tục trong suốt cả một thời gian dài huấn luyện. Còn hàng đêm, ai nấy đều phải luân phiên thay nhau thức canh gác đơn vị. Đấy là nhiệm vụ được giao cho từng cá nhân cố định hàng ngày. Thời gian trong cả một tuần, chúng tôi chỉ được tự do từ sau 21 giờ ngày thứ bảy cho đến trước 21 giờ ngày chủ nhật hôm sau. Tùy nói là tự do nhưng không một ai được phép rời xa khu vực đơn vị đóng quân. Những tháng đầu sau ngày nhập ngũ, tôi thầm nghĩ mình không thể nào vượt qua đời quân ngũ được bởi khó khăn, đói khổ. Khẩu phần ăn bị cắt giảm gần một nửa số gạo bảy lạng được cấp phát mỗi ngày mà không hẳn là gạo, vì mì và ngô chiếm gần một nửa rồi. Chúng tôi là những chàng trai trẻ, còn đang tuổi ăn tuổi ngủ. Thế mà đêm đêm chả ai ngủ được do cái đói cứ hành hạ dai dẳng. Đã vậy, còn phải chịu đựng áp lực về công việc và khống chế thời gian, bị kiểm soát đến cả những chuyện riêng tư của mình ở mọi lúc mọi nơi. Thể xác và tinh thần tôi ra rời căng thẳng, lúc nào cũng như muốn nổ tung ra. Đâu đây đã có người rủ nhau đào ngũ, đó là Hương và Hương trong cùng đại đội. Đặc biệt là Hương, mấy lần cậu ta bỏ về, đơn vị chúng tôi phải tổ chức đi tìm ở địa phương cũng như gia đình ở quê. Mọi người nhiều lần động viên cũng như các tập thể đã kiểm điểm rồi cuối cùng Hương ở lại đơn vị, không còn đào ngũ như trước nữa. Chỉ có một điều, từ thời gian đó cho đến lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường ra mặt trận, cậu ta kiên trì nhịn ăn thường xuyên. Đến bữa ăn, Hương chỉ uống một ít nước cơm, hoặc hút một ít cháo. Tôi thật sự khâm phục sự kiên trì tự chịu đói này. Bạn bè tìm mọi cách chiều chuộng, động viên cậu ta ăn một chút gì để đảm bảo sức khỏe, nhưng tất cả đều thất bại vì sự cứng đầu, lì lợm đó. Giờ đây, từ một thân xác to khỏe, cậu ta tóc lại như một xác vẻ. Đi đứng phải chống gậy, dò dẫm, thất thiểu như người mất hồn, bạn bè thấy thế ai nấy đều ái ngại. Còn chúng tôi đến giờ phút này đã vượt qua cả một chặng đường dài huấn luyện khó khăn gian khổ. Đến hôm nay nhìn về vùng đồi núi rộng lớn bao la, xung quanh ngã ba tuần tam lệ một màu đỏ rực đất đỏ ba gian, bởi những giao thông hào ngoằn ngoèo, tầng tầng, lớp lớp, những ụ lô cốt được xây dựng nổi lên cao ở trên đồi. Để có những thành quả này, tất cả chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi sức lực kể cả máu đã thấm vào đất ba gian này đó là lần tiểu đội trần ngọc nam đào giao thông hào và xây dựng lô cốt trên đồi gặp phải tảng đá một côi to tướng giữa mùa hè trời nóng như thiêu như đốt trên ngọn đồi chọc không một bóng cây gió lào thổi về nóng hầm hập chúng tôi ai nếm mặt mày đỏ rực mồ hôi vừa thấm đẫm áo giờ đây khô cứng như chiếc mo nang sau lưng Nam cầm chiếc búa tả cán dài cùng với một người nữa với chiếc kẹp tre có gắn chiếc đục sắt ở đầu, đặt vào cái nứt của hòn đá để đánh búa. Hòn đá lì lợm đứng yên được một lúc rồi vỡ đôi ra. Ngay sau đó, Nam loạn choạng ngã chúi xuống, đầu đập vào vách đá ngất xỉu. Một mảng da đầu bật ra, máu chảy đầm đìa. Mọi người đứng gần vội vàng súm lại, sốc dậy, nhưng cậu ta vẫn không tỉnh, da mặt trắng bệch. Hồng đã lấy tay giữ chặt vết thương, không cho máu chảy ra. Cũng ngay lúc đó, một nắm thuốc lào của ai đã chuyển tới kịp thời đắp ngay vào màng đầu còn trào máu. Chúng tôi bế cậu ta nằm ngay dưới đoạn giao thông hào vừa đào, tìm mọi cách che nắng phía trên. Người thì lấy nước đổ vào khăn lau mặt rồi dấp dấp lên đầu. Người thì lấy mũ, áo của mình quạt gió và gọi y tá đến cấp cứu. Phải đến 10 phút sau, Nam mới tỉnh hẳn, sóc mặt giờ đã hơi hồng trở lại, đôi mắt đã mở to nhưng còn rất đờ đẫn. Tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, thần chết đã không kịp đưa cậu ta đi cùng. Giờ đây, chúng tôi đang hoàn thành những công việc cuối cùng là xây nhà doanh trại mới để kịp thời bàn giao lại cho lớp tân binh kế tiếp. Tranh thủ thời gian đơn vị hành quân từ doanh trại mới về nơi ở, khi qua bưu điện ngã ba tuần tam lệ, tôi vội gửi một bức điện tín, đã ghi sẵn nội dung và địa chỉ người nhận vào mẫu giấy nhờ cô nhân viên bưu điện, gửi về kịp thời cho cha mẹ ở quê, để biết ngày chúng tôi lên đường ra mặt trận. Ngày 22 tháng 10 năm 1971. Kể từ đêm hôm qua trở đi, tất cả chúng tôi đều phải án binh bất động trong doanh trại. Các ngõ ra vào Quỳnh Châu, địa phương nơi đóng quân, đều có các chốt gác kiểm tra của vệ binh và kiểm soát quân sự, không cho phép một ai đi ra hay đi vào khu vực đóng quân của đơn vị. Công việc của anh em lúc này là sinh hoạt chính trị phát động thi đua giữa các đơn vị với nhau. Viết quyết tâm thư lên đường ra mặt trận bằng chính máu của mình, rồi nhận vũ khí quân trang, thuốc men, lương thực thực phẩm theo tiêu chuẩn và cơ số của những người đi chiến trường. Thời gian còn lại quá ít, nhưng số lượng đầu việc phải hoàn thành là rất lớn chiếm hết cả tâm tư của tôi. Nhiều lúc không có thời gian để nhớ về cha mẹ, anh chị ở nhà nữa. Bố tôi đã 71 tuổi và yếu, còn mẹ 64 tuổi là lão thành cách mạng từ hồi thập niên 30. Giờ đây mang trên mình đầy bệnh tật. Anh cả là cán bộ giao thông, hiện đang khảo sát mở đường bộ giúp Lào anh thứ hai sau những năm tháng tham gia xây dựng nông trường bãi phủ phía Tây Nghệ An, bị ngã nước, mang bệnh phù thần phải về nhà điều trị. Còn tôi là con út trong gia đình. Hai anh em phải đi xa, ở nhà còn lại bố mẹ già yếu và một người anh bệnh tật. Cả nhà chỉ trông chờ vào những thửa ruộng cát bạc màu, đất đai bị phong hóa rất nhanh. Đã vậy, sức lao động cũng là một vấn đề nan giải cho gia đình. Tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con, lối xóm. May mà thời gian này, chiến tranh đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ đã ngừng được vài năm. Nếu như chưa được hòa bình, thì những khó khăn này không biết sẽ đến mức nào. Ngày 23 tháng 10 năm 1971, buổi sáng nay, đơn vị phát quân trang, thuốc men, vũ khí đạn dược, tính ra từng người nhận được hơn 30 thứ, từ súng, đạn, quần áo, chăn, màn, cho đến những viên thuốc quyên phòng, chống sốt rét, nước cất, kim chỉ tất cả những thứ đó đảm bảo cho chúng tôi sống và chiến đấu độc lập trên một địa hình từ rừng núi đến đồng bằng, đô thị trong một thời gian dài. Đầu giờ chiều nay là hạn cuối cùng của mọi người đi bê đi chiến trường phải nộp bản quyết tâm thư bằng máu. Với tôi, nói đến chuyện lấy máu để viết là cảm thấy ghê ghê và sợ đau. Điều đó cũng đúng thôi. Bởi từ lúc còn nhỏ, lớn lên cho đến bây giờ chưa khi nào biết ăn roi vọt vì là con út trong nhà được mọi người cưng chiều nhiều giờ đây phải lấy dao hay cái gì đó tự chọc vào tay cho ra máu vừa mới nghĩ đến đó cả người đã run lên thấy đau lắm rồi nhưng nội dung cuộc họp của cả đơn vị chiều hôm qua mình đã giơ tay biểu quyết rồi không thể thoái thác được buộc phải nghĩ cách trong lúc này nam hồng và hầu như tất cả mọi người trong đơn vị vừa hoàn thành xong bản quyết tâm thư bằng máu của mình tôi tìm gặp nam cầu cứu cậu nhát gan thế cứ nhắm mắt lấy lưỡi lam cứa vào đầu ngón tay một tí là xong không có đau đâu. Nam cười hình hạch nói. Nhưng Minh sợ đau lắm. Tôi kêu lên. Cậu xem, Hồng ở đâu? Gọi nó lại đây. Nam nắm chặt tay tôi nói. Bất chợt, đầu ngón tay đau buốt Theo phản giả tự vệ, tôi rụt tay lại. Việc này như vậy là xong. Cầm lấy cây bút lá tre này mà viết nhanh lên. Mọi người hoàn thành hết cả rồi đấy. Tớ ngồi đây đợi cậu. Rồi hai đứa ta cùng đi nộp tôi cứ loay hoay mãi vẫn không kết thúc được bản quyết tâm đó vì máu ở đầu ngón tay chảy ra quá ít. Thấy thế, Nam ghé vào tai nói nhỏ. Hãy lấy máu tớ mà viết. Vết cắt sâu trên đầu ngón tay cậu ta đã khô, nhưng vừa mới bóp nhẹ, máu đã chảy ra rất nhiều. Bản quyết tâm thư của tôi như vậy đã hoàn thành, nhưng vết cắt trên tay Nam vẫn còn di dì máu. Ngày 24 tháng 10 năm 1971, buổi sáng, trên những con đường lớn ngõ nhỏ của xã quỳnh châu quỳnh lưu nghệ an dập kín cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng hai màu đỏ và xanh da trời nổi bật nhất là màu xanh áo lính và chiếc mũ tai bèo ở trên đầu đặc trưng riêng của người chiến sĩ giải phóng chúng tôi ra đi chưa thể hình dung được những gì đang đợi ở chiến trường chỉ mừng tượng qua những câu thơ và nghĩ rằng đó là nơi sống chết nhưng cũng tưng bừng và lãng mạn như một ngày hội hoan hô anh giải phóng quân kính chào anh con người đẹp nhất ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ. Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành, sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà sung sáo, mà tung hoành ngang dọc. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, cả đơn vị tôi sẽ lên đường đi vào chiến trường miền Đông Nam Bộ được gọi là B2. Tôi sẽ xa những người thân, người dân miền Bắc Hậu Phương yêu dấu mà không hẹn được ngày trở về, làm sao mà vui lên được. Sắp đến bữa cơm kết thúc trên mảnh đất Quỳnh Châu này, trong lòng mọi người ruột gan đều như lửa đốt tất cả đang tập trung hướng ra con lộ lớn chạy qua nơi con đường đất nối vào làng trông chờ cha mẹ anh chị và người thân từ quê nhà lên đây gặp để chia tay tạm biệt lần cuối cùng không biết cha mẹ mình có ai đi đến đây không tôi rất sốt ruột nóng lòng thấp thỏm đi ra đi vào ngóng đợi tâm trạng cứ dối bời nỗi nhớ cha mẹ gia đình tràn ngập hết trong lòng giá như giờ lên đường ra mặt trận hôm nay được lùi lại thêm một thời gian nữa thì hạnh phúc biết bao. 12 giờ 30 phút, chúng tôi kết thúc bữa trưa, nhưng suốt cả thời gian đó chả ai ăn được mấy. Mặc dù bữa cơm liên hoan chia tay cuối cùng hôm nay, đơn vị đã chuẩn bị rất chu đáo, có nhiều món mà cánh lính háu đói lâu nay vẫn mơ ước. Thế mà trong miệng cứ nhạt nhẽo, khi nuốt thức ăn vào trong họng cứ nghèn nghẹn, nghèn nghẹn. Thời gian còn lại ở nơi đây không còn nhiều nữa. Đúng 2 giờ chiều, cả đơn vị phải hành quân rời xã Quỳnh Châu về ga cầu giáp cho kịp chuyến tàu đi Vinh tối nay rồi. Một giờ kém 10 phút chiều, tiếng hò reo của anh em đồng loạt vang lên. Khi ngoài đường lớn xuất hiện một nhóm người già trẻ, gái trai tay sách nách mang, đang đi vội vàng về hướng đầu làng giữa cái nắng chưa dám trái bưởi này. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt ùa chạy ra đón những người thân. Đây rồi, mẹ tôi, một người mẹ già, dáng gầy guộc, bé nhỏ, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đang cố sức gồng mình lên những bước chân nặng nề, mệt nhọc, vì đã phải vượt bộ quãng đường dài hơn 12 km từ ga cầu rát đến đây. Qua con đường đá lầm chởm, trên vai còn khoác một túi to nặng là quà dành cho tôi và các bạn mang theo trước lúc lên đường. Khi chỉ còn một khoảng cách không xa, mẹ nhòi người lao lên ôm lấy tôi, nước mắt chảy dài, dàn rụa trên hai gò má. Không nói được lời nào, tôi cố kìm mình không bật khóc để làm yên lòng mẹ mẹ chỉ thốt lên được một từ con và không nói thêm được lời nào rồi ôm chặt lấy tôi chiếc túi trên vai rơi xuống đất lúc nào mà không hề hay biết về đến nơi nghỉ sau một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi thăm về chặng đường đi vất vả gian nan của mẹ cũng như sức khỏe của bố và mọi người ở nhà mẹ đã động viên an ủi tôi giữ gìn sức khỏe và cố gắng trở về mọi người ở nhà sẽ chờ đợi hai mắt cay xè nỗi nhớ thương bố mẹ tràn ngập trong tôi giá như chiến tranh không xảy ra chúng tôi đâu vất vả đâu phải gặp cảnh chia ly như bây giờ đúng ra mẹ và những người thân đã đến đây rất sớm nhưng tất cả lỗi đều do tàu đến ga muộn cả hàng tiếng đồng hồ biết giờ này mọi người rất đói chị phi chủ nhà và bạn bè nhốn nháo tìm cơm và thức ăn tập trung lại để dùng tạm vì thời gian còn lại ở đây rất ít không đủ để chuẩn bị bữa ăn mới giờ tập trung hành quân lên đường ra mặt trận đã đến tất cả đường làng ngõ xóm đều phủ một màu xanh lá cây áo lính, xen lẫn đủ màu sắc áo quần của các bà con cô bác, các chị, các anh, các em và các cháu thiếu nhi ở vùng trung du đồi núi này, để tiến biệt và chúc chúng tôi chiến thắng bình an trở về. Mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rằng, phải rất may mắn mới có thể thoát ra được từ lò lửa chiến tranh khốc liệt đó. Cả một không gian thật sự ồn ào náo động với đủ dạng âm thanh tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười và tùng, tùng theo nhịp chống ích tiểu đoàn năm hành quân theo đội hình tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội, hướng về ga cầu rát. Mẹ tôi và những người thân của bạn bè, đồng đội vừa đến đây đều rất mệt mỏi. Chưa được nghỉ để lại sức sau chuyến đi dài, lại phải cùng theo đơn vị hành quân quốc bộ vượt qua bao dốc đèo, trên con đường đã lầm chậm gập ghềnh trở về nhà ga đi tàu xuôi vào Vinh. Nhìn dáng đi thất thiểu mệt nhọc của mẹ, thỉnh thoảng phải chạy đuổi theo đoàn quân đều đều nhịp bước, lòng tôi lại quặn đau vì xót xa thương nhớ có lẽ cái khổ đau nhất của người làm cha mẹ là những giờ phút trực tiếp chia tay những đứa con của mình dứt ruột đẻ ra bây giờ lên đường không hẹn ngày trở về tất cả vì chiến tranh đã dồn cái khổ đau cùng cực khắc khoải trông chờ luôn luôn phải nén chịu vào thân già gầy yếu mong manh này giá như chiến tranh không xảy ra các thế hệ chúng tôi và mọi người sống trong hòa bình sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào qua những cuộc chia tay này tôi mới hiểu hết giá trị đích thực thế nào là hòa bình Hạnh phúc thế nào là tự do? 4 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đặt chân đến ga cầu rát nghỉ đợi tàu, nhưng ngồi nghỉ theo đội hình. Chỉ có khác là cả đại đội, mọi người dồn gọn vào một khu vực, không kéo dài lê thê như trước. Được nhà ga thông báo, tàu hôm nay về muộn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Đây là cơ hội còn lại để hai mẹ con tôi được gần nhau thêm một thời gian. Mẹ ngồi cạnh tôi, hai chân sưng đỏ sau một chặng đường giải quốc bộ gần như liên tục cả hai chặng đường đi và về giữa ga cầu rát đến ngã ba tuần tam lệ. Tôi biết mẹ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nén chịu và quên nỗi đau về thể xác ấy vì cái đau trong lòng mẹ giờ đây còn lớn hơn rất nhiều. Hai tay mẹ ôm lấy tôi, xoa xoa đôi vai còn sưng đỏ từ ngày đầu hành quân mang vác nặng và dịu dàng động viên an ủi. Tôi gục đầu vào lòng mẹ nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi, cái ôm chặt đó nói lên bao nỗi niềm đau đớn nén chịu trong lòng muốn được giữ chặt đứa con yêu quý bên cạnh mình mãi mãi. Cha và anh ở nhà có khỏe không mẹ?" Tôi ngập ngừng hỏi. "Cha và anh vẫn bình thường. Cha muốn được gặp con lắm, nhưng đợt vừa rồi lên thăm, sau đó về nhà chân vẫn còn đau nên không đi được. Cha mẹ và anh cùng bà con ở nhà chúc con lên đường mạnh khỏe, mong con bình an trở về nhà. Cha mẹ, anh và mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy cố đợi con về." nỗi nhớ trong lòng xâm chiếm hết cả tâm trí tôi. Đầu óc mụ mẫn không nói thêm với mẹ được một lời an ủi, động viên nào. Ngày 25 tháng 10 năm 1971, gần 3 giờ sáng, chúng tôi mới lên tàu để về Vinh. Trời đêm đen kịt, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ hun hút, nhưng chẳng một ai ngủ được, có chăng chỉ gật gù chập chờn trong giây lát. Trong toa tàu, ánh sáng vàng đục của những chiếc đèn báo đèn dầu hỏa treo lùng lẳng trên đầu, hắt bóng chúng tôi xô đẩy tứ tung, như trong lòng tôi rằng sẽ bộn bề, lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra hàng ngàn mảnh. Không gian càng trở nên nặng nề và huyền ảo. Tiếng gì dầm trò chuyện của mọi người, tiếng xình xịch của tàu chạy đang từng phút xuyên qua lòng hậu phương đưa chúng tôi ra mặt trận. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai nấy đều còn thức cả. Một số bạn bè không có người nhà đến thăm, lúc này. Đang chuẩn bị một gói quà bọc kín, hay là một phong bì thư dày cộm, bên trên đã ghi rõ, đầy đủ tên và địa chỉ người nhận. Tất cả chúng tôi đang dồn ra phía các ô cửa sổ, căng mắt nhìn xuyên suốt màn đêm. Chờ đợi, ngóng trông khi đoàn tàu về đến gần quê hương mình, để kịp ném quà và thư xuống cho người thân, mà trước lúc lên đường ra trận không hề được gặp mặt. Điều mà trước đó tất cả đều tin rằng, với bất kỳ một người dân hậu phương nào, khi phát hiện ra những phong thư và gói quà này cũng đều tự giác, nhanh chóng chuyển đến người nhận. Trong thời kỳ đó, cuộc sống tuy còn khó khăn, bề bộn, vất vả, thiếu thốn đủ bề, nhưng cái tình người được tôn vinh trân trọng biết bao, nhất là tình cảm giữa người ở lại và người đi xa. Họ quên mình tất cả, sẵn sàng hy sinh chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ và làm một điều gì đó tốt cho nhau. Tàu đến ga quán hành, theo thông báo chỉ dừng được 5 phút. Lần này, hai mẹ con tôi chia tay thật rồi chăng? Sự thực hay trong giấc mơ đây? Những tiếng ồn ào gọi nhau, những tiếng khóc to nhỏ lan tỏa cả đoàn tàu. Ôm chặt lấy mẹ còn thổn thức, hai mắt nhòe đi. Mẹ ôm đầu vào hôn lên mái tóc tôi rồi bật khóc. Những kìm nén chịu đựng lâu nay bật bung ra trước giờ phút chia ly. Hy vọng con trai mình có được may mắn thoát qua biển lửa ở chiến trường để trở về hay không. Chiến tranh đến bao giờ mới kết thúc. Tất cả đã vỡ hòa trong tiếng sụt sùi, nức nở của mẹ. Ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào nói đứt quãng. Con đi mạnh khỏe, bình an, nhớ về với mẹ. Đột ngột buông đôi tay đang còn ôm chặt đó, mẹ vội vàng nhảy xuống tàu đứng dưới sân ga vẫy chào chúng tôi khi tàu chuyển bánh. Tôi chợt bừng tỉnh và chỉ kịp hét lên. Cha mẹ và anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đợi con về. Tiếng của tôi trộn lẫn trong tiếng hét vang chào tạm biệt của mọi người. Không biết mẹ có nghe được lời chào cuối cùng của con trai mình không? Khi bóng mẹ nhỏ bé chứa với mong manh đang đứng ở trên sân mờ xa, xa dần, tôi không thể chịu đựng được hơn nữa và cứ thế bật quả lên khóc. Tiếng còi hú kéo dài, tiếng xình xịch của tàu chạy, át hết tất cả mọi âm thanh náo động của chúng tôi trong toa tàu và những người đang có mặt trên sân gà. Bóng mẹ và mọi người chìm dần trong bóng đêm. Tôi cứ chăm chú dõi theo mãi về khoảng không đó, như cố níu vớt hình bóng mẹ được về ở bên mình mãi mãi. Nhưng thực tế, khoảng cách giữa hai mẹ con cứ thế xa dần, xa dần. Sau này, trong suốt cả chặng đường hành quân đi miền Nam và những ngày tháng tham gia chiến trận, tôi ân hận vô cùng, nhiều lúc cứ muốn hét toáng lên. Cha mẹ ơi, con muốn về và nhớ cha mẹ lắm. Trong toa tàu giờ đây chỉ còn lại anh em đồng đội, tất cả đang trên đường ra mặt trận. Rồi đây, sau này ai trong số ngồi đây được may mắn trở về và ai là, lúc đó tôi không dám nghĩ tiếp. Ở đây ai cũng trẻ chung, trắng trẻo, tuổi đời đều mới 19 đôi mươi còn ngơ ngơ, ngắc ngác. Đa số đều là những chàng trai còn nguyên sơ chưa vương vấn bụi trần. Khoảng 7 giờ sáng, đơn vị dừng nghỉ ở trạm giao liên xã Hưng Dũng, Hưng Nguyên. Hai ngày sau đó, chúng tôi lên cano ngược dòng sông Lam, rẽ về nhánh sông La nghỉ ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Dòng sông La có cái tên nghe rất trữ tình bay bổng. Trước đây, không biết bao nhiêu bài ca, bài văn, bài thơ ngợi ca dòng sông một thời hào hùng và sông nặng tình đời này. Giờ đây, thực sự tôi được ngồi trên cano chạy ngược dòng sông, nước trong xanh mắt rười rượi, lặng lẽ trôi hai ven bờ những bãi dâu non xanh mơn mẩn đang đến mùa hái lá. Nối tiếp là những bãi mía trải dài thân cao phủ một màu phấn trắng, bên trong chứa đầy vị ngọt. Dòng sông nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng 10 cô gái thanh niên sung phong bất tử anh hùng ở ngã Ba Đồng Lộc trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc. Các cô gái tuổi đời cũng trẻ trung như chúng tôi đã lập nên bao chiến công oai hùng. Họ chốt giữ không biết bao nhiêu ngày đêm giữa trọng điểm ở ngã Ba này nơi mà máy bay Mỹ ném bom liên tục hòng ngăn chặn đường vận chuyển quân, lương của chúng ta ra chiến trường. Giữa những lúc mưa bom, đạn nổ, các cô đã hiên ngang ngẩng cao đầu đếm từng quả bom nổ chậm rơi xuống. Sau đó, xác định vị trí, đánh dấu để sau khi máy bay Mỹ rút là kịp thời phá nổ. Rồi đào đất lấp hố bom thông đường cho những đoàn xe chở đầy hàng đang còn chờ ở phía sau. Rồi cũng một lần cả mười cô cùng nằm lại, khi quả bom Mỹ nổ bên cạnh, chôn vùi tất cả xuống lòng đất mẹ để rồi sống mãi với tuổi 20 theo thời gian. Như một bài hát đã ngợi ca, trời mô xanh bằng trời can lộc, nước mô trong bằng dòng nước sông la, ai về Hà Tĩnh quê ta, nhớ trăng đôi mắt, người con gái sông la kiên cường. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân bằng ô tô vượt qua đèo ngang hùng vĩ. Khi lên đến giữa lưng đèo, nhìn về phía trên và dưới chân đèo, từng đoàn xe ô tô chở đầy lính trẻ núi đuôi nhau kéo dài, đang kiên nhẫn hối hả vượt dốc nhìn về đồng quê huyện kỳ anh một vẻ đẹp bình dị yên bình một bức tranh thôn quê mộc mạc với màu xanh lá cây trù đạo sen lẫn những mảng bạc đen của những mái nhà tranh rồi những làn khói trắng lam chiều giá như không bị những mảng màu đỏ xám phá vỡ bởi những hố bom của chiến tranh còn để lại thì bức tranh này thật sự hoàn hảo và đẹp biết bao cự nẫm đây là trạm giao liên cuối cùng của rừng chân ở miền bắc hậu phương hầu như đa số trong chúng tôi chưa một lần đến đó nhưng từ lâu đã nghe tên thân quen về cự nẫm rồi. Có ai về rào Nam, xin vô ghé thăm vùng cự nẫm, làng chiến đấu xưa, nay đã đổi mới muôn màu. Bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Cự nẫm là một miền quê trung du nghèo nằm ở phía tây tỉnh Quảng Bình, gần sát với biên giới Việt Lào. Thôn xóm nơi đây chủ yếu là những mái nhà tranh vách đất thô sơ, lúa gạo ít, khoai sắn thì nhiều, nhưng đường làng gọn gàng, sạch sẽ. Người dân rất hiền hậu, thật thà chất phác, chịu khó chịu khổ, chăm chỉ lao động và hết lòng giúp đỡ bộ đội. Những ngày còn lại sống trong lòng dân miền Bắc, anh em đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con nơi đây. Tranh thủ thời gian nghỉ chờ đợi ngày hành quân lên đỉnh Trường Sơn, tất cả mọi người không ai bảo ai, đều tự giác làm những công việc có ích cho hậu phương. Chỉ có trong hai ngày thôi, rất nhiều mái nhà tranh ruột nát trong thôn đã được thay bằng màu dạ mới. Những con đường vào thôn xóm giờ đây rộng rãi, bằng phẳng, sạch sẽ. Khang trang hơn Chúng tôi, những người lính trước lúc lên đường ra mặt trận Đều có một nguyện ước Mong sao cho làng cự nấm này Cũng như những vùng nông thôn khác Có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc Hết phần 1